Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 239 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1234 Tử Kiếm Hợp Nhất Tuyên bối Hét lớn lên một tiếng Trác Phàm ngồi dậy cũng đã tỉnh lại Tước Nhi nhìn thấy không khỏi nhất thờ vui vẻ Hét lớn thành tiếng Phụ thần người đã tỉnh lại rồi Tiểu tử, người cuối cùng cũng đã tỉnh, ngươi có biết hay không, thương thế trên ngực ngươi vốn không có nghiêm trọng bao nhiêu, chỉ là hư thoát mà thôi, lại là hôn mê sáu bảy ngày không có tỉnh. Lão phu còn tưởng rằng tâm của ngươi đã chết rồi, vĩnh viễn không có tỉnh lại được. Cười to một tiếng, hại ngào mặt tràn đầy vui mừng. Lần này được rồi, ngươi tỉnh lại liền dễ làm. Trước mắt là một mảnh hắc ám, trác phàm sờ sờ, phong ấn hai mắt mình. Cũng không có để ý mà là cảm giác khí tức ái thề bốn phía chung quanh, lại chậm chạp, cảm giác không được, không khỏi nhất thời mới dội dàng kêu lên. Khuynh Thành đâu? Hải Ngao tiền bối, Khuynh Thành ở nơi nào? Người nói tiểu cô nương kia sao? Yên tâm đi, ngươi đã cứu nàng. Cái gì? Ta cứu nàng sao? Đúng vậy, hiểu rõ gần gật đầu, Hải Ngao mới thấy hắn còn có vẻ nghi hoặc, liền giải thích. Lúc trước, nàng vì cứu ngươi, đem lô diêm của ngươi, hút hết vào thân của mình, lập tức hồn phi phát tán. Cũng là bỗng nhiên, từ trong cơ thể của người chảy ra đế cảnh đại đạo, nhất thời đem một luồng tàn hồn của nàng bảo hộ mới không có tới mức dẫn diệt. Nếu không, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã biến thành thiên địa linh khí, không có bao giờ tồn tại nữa. Long mài nhịn không được, hung hăng run rẩy Trác phàm nghe cái lời này vẻ mặt kinh hãi. Đế cảnh đại đạo sao? Đó không phải là thần thông vô thượng trong truyền thuyết chỉ có tù đến đế cảnh mới có thể ngưng tụ thần thông. Cùng thiên địa đồng thọ sao? Ta làm sao có thể có? Người không biết sao? Ta đương nhiên không biết rồi. Nếu ta có đế cảnh đại đạo, ta còn ở chỗ này mà lăn lộn sao? Vậy thì ngay cả người cũng không biết. Lão Phu lại càng không biết. Bất đặc dĩ, nhúng nhúng dài, Hải ngào không khỏi cười nhạo lên tiếng. Nói đến đế cảnh đại đạo, chỉ có cao thủ đế cấp thì mới có thể có được trước mắt mà nói chỉ có thập đế. Tiểu tử người, đạo hạnh tầm thường, làm sao mà có loại vật này chứ? Hay là nói là có một vị đế quân nào đó nhét vào trong cơ thể của người, bảo vệ cái mạng nhỏ của người? Được đấy, bối cảnh rất sâu. Tiểu tử, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lòng, bất giác một mảnh mê mang. trác phàm không có hiểu tại sao. Nhưng mà rất nhanh, liền nhớ tới cái lão giả mơ hồ trong bóng tối kia. Chẳng lẽ nói từ đầu đến cuối vẫn là hắn che chở ta. Nhưng mà hắn là thần thánh phương nào? Tại sao mỗi lần ta dầu hết đèn tắt, hắn lại xuất hiện? Trong đầu đột nhiên xuất hiện mười dạng câu hỏi gì sao? Trác phàm nhất thời nghĩ không ở ra, liền không nghĩ nữa. Chỉ là vội vàng quảng hốt, nhìn về phía hải ngào nói. Vậy thần hồn của huynh thành đâu? Nàng ở đâu chứ? Lão phù ném đến thánh Dực rồi. Thánh Dực sao? Đúng vậy. Khẽ gật đầu một cái, hải ngao cười hắc hắc. Tiểu tử, dẫn khí của ngươi và nữ oa kia đúng là rất tốt. Ngươi có biết Bắc hải này nối liền với địa phương nào có thánh vực không? Nhíu mày, trác phàm cẩn thận cân nhắc, sâu kính lên tiếng. Dựa theo cái tấm bản đồ của Long tổ đến xem, phụ cận Bắc hải, đích xác có một nơi thiên địa phong nguyệt. Nhưng mà đến tột cùng là gì, ta cũng không biết. Vậy, ta nói cho người biết, luân hồi thiên trì, Luân hồi thiên trì có thể chuyển thế trọng sinh trong truyền thuyết. Trong lòng không khỏi lợp bầm một chút, trác phàm không khỏi kêu to một tiếng. Luân hồi thiên trì ở thánh vực chỉ là trong truyền thuyết, chỉ nghe tên kỳ thật chưa từng có ai nhìn thấy qua. Rất nhiều người đều cho rằng là giả. Thẳng cho đến khi ta xem củ u bí lục do củ u ma đế lưu lại thì mới biết được. Luân hồi thiên trì này chính là đạo tràng của luân hồi đại đế trong thập đế xoay chuyển thời không. Chỉ cần có một tia tàn hồn, liền có thể luân hồi chuyển sinh, phúc trạch thương sinh. Chỉ là kết giới chí cường, không phải là người có duyên không có thể vào được, ngoại trừ bản tôn ra. Ngay cả cửu đế còn lại cũng không có biết nên tiến vào thế nào. Không nghĩ tới nơi này lại liên tiếp với nơi đó. Cười gật đầu, hải ngào thản nhiên lên tiếng. Trên cơ bản thập đế đều có thần thông, cũng đều có pháp môn đạo tràng của mình ngoại trừ mình, người bên ngoài khó có thể bước vào nửa bước. Bất quá lần này khi mà lâu diêm của người bạo tẩu, có lẽ là bởi vì đồng thời quan hệ đến không minh thần đồng. Người dĩ nhiên phá vỡ kết giới này, còn vừa lúc liên kết với luân hồi thiên trì. Người nói đây có phải là hữu duyên hay không, nên tiểu nha đầu kia còn có cơ hội sống lại. Nếu không, một luồng tàn hồn mà thôi, mặc dù không có chết cũng phế đi, cho dù giữ lại thì có ích lợi gì lông mài khẽ rung lên, trác phàm cân nhắc một chút, khẽ cười gật đầu. Thảo nào dĩ tiền bối kia để cho ta còn sống đi thánh vực mà gặp mặt, thì ra Quynh Thành đã đến đó. Đã như vậy, cái mạng này của ta tự nhiên phải sống đến lúc đó, còn có cơ hội gặp lại. Chỉ là tiền bối này đến tột cùng là người nào, cho dù là một trong thập đế, lại là như thế nào lại ở trong cơ thể của ta. Còn không tiếc bất cứ giá nào giúp ta như vậy tha rằng chính mình tiêu tán trong cơ thể của ta cũng muốn giúp ta cứu khuynh thành sao phần đại ân đại đức này mặc kệ là ai sau này nhất định là phải báo đáp chỉ là không biết có cơ hội không nghĩ như thế khóe miệng của trác phàm khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ cũng yên tâm hơn không ít người kia chưa mất vẫn đang ở đó đợi ta trở về lại tiếp tục nối lại tiền duyên Ngửa đầu hết sau một hơi, sắc mặt của Trác Phàm lúc trước còn tĩnh mịch, nhất thời sinh cơ bừng bừng, tỏa ra cái sức sống ngày xưa. Trước kia hắn muốn trở về thánh vực là vì chiến, hiện tại lại có thêm một mục đích yêu. Cha. Nhưng mà đúng lúc tâm tình của Trác Phàm vừa mới chuyển biến tốt, từng tiếng ngâm nhẹ khẩn cấp đột nhiên gian vọng trước tay của mọi người. Không khỏi sửng sốt, Trác Phàm quay đầu cảm giác một chút, lại phát hiện dẫn phát ra cái tiếng giang kia chính là kinh thiên ma kiếm của hắn. Hơn nữa trên thân kiếm kia cho đến lúc này còn đang hừng hực thiêu đốt lô diêm màu đen kéo dài không tắt. Không định là bị đốt đau đi dù sao cũng là 6-7 ngày rồi tiểu tử người hôn mê bao nhiêu ngày thanh kiếm này liền đã bị thiêu đốt bấy nhiêu ngày. Nhết miệng cười hải ngao nhìn thấy cái bộ dáng run rẩy của thanh kiếm này không khỏi nhất thời triều chọc. Tiểu tử không biết kiếm linh này ngươi tìm được ở đâu sao mà lại ngốc nghếch đến vậy chứ lục phẩm thánh binh này là năm đó kiếm đế lấy kỳ thạch ngũ phương tuyệt để mà luyện ra không tầm thường cho dù là lâu diêm của ngươi có mạnh hơn thì cũng tuyệt đối không có khả năng đã thương kiếm phong này một tấc cho nên lô diêm ở trên kiếm này hẳn là rất nhanh dập tắt ngươi xem ba thanh kiếm khác chính là như vậy nửa canh giờ liền đã bị tiêu diệt chỉ có kiếm linh của người cư nhiên còn dùng linh lực của mình để mà cổ vũ quả diễm tha rằng để lô diêm này thiêu đốt 6 ngày 7 đêm thừa nhận thống khổ như vậy ngốc hay là không ngốc đây tựa hồ đang phát ra cái tiếng hò hét phản đối lại tựa hồ thật sự biểu đạt tâm tình gấp gáp của mình thân kiếm kia vẫn chấn động không ngừng nhưng mà ngọn lửa trên người càng ngày càng bao trùm thiêu đốt tương thông với kiếm linh của mình Trác Phàm hơi cảm thụ một chút, liền nhếch miệng cười hiểu rõ gật đầu. Thì ra là như thế sao? Xem ra giả tâm của ngươi cũng không nhỏ, vậy chúng ta thử xem. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Không khỏi sửng sốt, hải ngào chưa có rõ nguyên nhân, Trác Phàm đã động thủ. Từ trong tay của Tước Nhi cầm lấy giới chỉ của mình đeo lên. Hai tay Trác Phàm liên tục lóe lên. Từng khối thánh linh thạch trong suốt lấp lánh, liền nhất thời bay ra ngoài, khám nhập vào trong tuyết phong lạnh như băng này. Hải Ngao ở một bên nhìn không hiểu, đợi đến 3 canh giờ sau, đại trận bố trí xong, mí mắt của Hải Ngao mới nhất thời rung lên, kinh ngạc lên tiếng. Luyện khí đại trận, người muốn làm cái gì? Cái này còn cần phải nói sao, tiền bối, đương nhiên luyện khí rồi. Không khỏi khẽ cười một tiếng, trác phàm nhất thời giấy tay, ma kiếm kia liền vui vẻ nhảy vào trong đại trận, đồng thời ba thanh thần kiếm còn lại cũng đã bị dẫn tới bay vào bên trong. Sau đó, sắc mặt của Trác Phàm kiên định, ẩn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, hét lớn thành tiếng: "Thiên địa quyền hoàng, địa thủy phong hỏa, lô diêm là mai, tứ kiếm hợp nhất, lấy kiếm linh của ta chấp chưởng càn khôn, sắc" Vừa dứt lời, ẩn kiếm trong tay của Trác Phàm hung hăng chỉ về phía đại trận kia, liền nghe một tiếng nổ vang lên kịch liệt cả thiên địa đều không ngừng rung động đồng thời lâu diêm trên người của ma kiếm kia cũng bỗng dưng nhập vào trong đại trận trong nháy mắt liền dưới quy lực của trận pháp một lần nữa hừng hực thiêu đốt Thoảng chốc hướng thẳng về phía chân trời tựa hồ là muốn đem thiên khung thiêu ra một cái động mà bốn thành thánh kiếm kia đồng loạt bị lô diêm khủng bố bao vây, một lần nữa thiêu đốt lên tiểu tử người muốn luyện thánh binh người có năng lực kia sao Nhìn hết thảy, Hải Ngào không khỏi ngây người, sau đó mới liền dùng cái vẻ mặt khó hiểu nói: "Hơn nữa, đây là Thánh binh lục phẩm mạnh nhất do Kiếm Đế luyện ra, ngươi còn muốn luyện thế nào đây?" Sẵn nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, "Giảng bối luyện binh, vô luận là công đức hay là thủ pháp, tự nhiên so ra kiếm đế, bất quá ta không phải là muốn trọng luyện thánh binh của hắn, mà là muốn đem thánh binh này quy nhất, hoàn thành tâm nguyện cho kiếm linh này của ta." cái này không có khả năng năm đó kiếm đế luyện thánh binh cần lực của năm loại thánh thú vẫn là lão phu giúp cho hắn thu thập đây cho nên năm thánh binh này mới tương sinh tương khắc với đám người của lão phu lúc ấy hắn cũng có nghĩ tới mượn luyện binh mà đem năm loại lực lượng dung hợp luyện chế ra đế binh trên thánh binh nhưng mà cuối cùng các loại lực lượng tương khắc kiếm đạo tương xung mới thất bại trong gang tất chuyện này ngay cả hắn cũng không có thể hoàn thành, người có thể hoàn thành sao? Hắn không hoàn thành là bởi vì thiếu một thứ, mà cái thứ này hiện tại chỉ có ta mới có. Sắc mặt bất giác nghiêm túc, hắc khí nhất thời bốc lên toàn thân của trác phạm, song trưởng mạnh mẽ đẩy về phía đại trận kia. Thiên ma đại quá quyết, một màn đen kịch tựa như là đêm tối hàng lâm, trong nháy mắt đem bốn thanh thần kiếm trong trận cắn nuốt vào. Lâu diêm ở giữa không ngừng thiêu đốt đem bốn thanh kiếm đốt đến có một chút dặn dẹo. Nhân cơ hội này, quyết quang trên ma kiếm đại thịnh, nhất thời liền ào ào một tiếng dở ra. Sau đó, giống như một cái bọc, mạnh mẽ đem ba thanh kiếm bọc lại. Sau đó dưới lô diêm cùng giá khí, không ngừng xâm nhập. Thứ ở trong bọc, cũng không ngừng dặn dẹo. Sau đó chậm rãi hòa tan, thẩm thấu lẫn nhau. Cuối cùng, hiện ra một thanh kiếm toàn thân đen kịch thấy tình cảnh này hải ngào bỗng dừng ngay dại trầm ngâm một hồi lâu mới không nhịn được quát to sao lão phu lại quên mất ngươi chính là người đem năm loại thánh thú lực lượng dung hợp thành một đem thánh bình hợp nhất lại có gì khó khăn chứ thánh bình tuy là mạnh phàm quả khó có thể chế tạo nhưng mà lô diêm lại là năng lượng chí cao trên thế gian nói như vậy lấy lô diêm thiêu đốt kiếm lấy ma công dung hợp kiếm đạo chuyện năm đó ngay cả trên tài kiếm đế cũng không có thể hoàn thành. Cư nhiên trên tay của ngươi lại thành công. Nhóc con, ngươi thật sự làm được rồi. Sau một tiếng kiếm ngầm, một thanh trường kiếm đen kịch với bốn sọc màu xanh đỏ làm kim nhất thời bay ra khỏi ngọn lửa. Trác Phạm dùng hai tay bắt lấy, liền nắm trong tay. Không phải là ta làm được, mà là hai vị tiền bối cửu ưu ma đế cùng với kiếm đế làm được ta bất quá là bước trên da của người khổng lồ thôi. Khóe miệng xẹt qua một đường cong nhàn nhạt, Trác Phàm không khỏi khẽ cười lên tiếng. Hải ngào tiền bối, ân tương trợ hôm nay, Trác Phàm vĩnh viễn không quên. Như vậy, cáo từ, ta chuẩn bị trở về thánh vực. Chương 1235 Đại Công Trác Phàm Trác Phàm ngươi ở đâu? Trên Bắc Hải, quan cảnh quan tàn, các đệ tử còn sót lại của Hải Minh Tông đều đang dội dàng quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục. Thế nhưng, mấy cái đạo thân ảnh quyển chuyển lại dọc theo bờ biển ở phía bắc gào thét một trận, hai con mắt đẫm lệ mờ mịt lại chính là đám người của lạc dân thường cùng với sương nhi đang đau khổ tìm kiếm nam nhân mất tích kia lạc dân hải bước đi tới bên cạnh mọi người cũng là diêu diêu nhìn ra biển rộng mênh mông kia một cái bất đắc dĩ thở dài Trác đại ca, thật là vất giả, mới có được manh mối của người, bây giờ người chạy đi đâu mất rồi. Cái tên chết tiệt này luôn xuất hiện một chút liền đã biến mất, ngay cả cái mặt cũng không có để cho người ta nhìn thấy nữa. Không thấy liền không thấy, nhưng mà rốt cuộc là chết hay là sống đây, cũng phải để là một thứ gì chứ, miễn cho chúng ta thương tâm muốn chết luôn, nhớ mãi không có quên được vậy. Lại lao nước mắt trên gò má, lạc dân thường nước nở, khóc lóc kể lễ. Tỷ muội bên cạnh trấn an một trận, đưa khăn tay cho nàng. Lạc dân hải thấy cũng thở dài lắc đầu, an ủi nói. Tỷ tỷ, đừng có khổ sở, trác đại ca luôn luôn là phúc lớn mệnh lớn, ta tin tưởng lần này cũng không ở ngoại lệ đâu. Phúc lớn mệnh lớn là cho người lương thiện, những kẻ gian tà kia không có vận khí tốt như vậy rồi. Nhưng mà đúng lúc này, có một tiếng quát khẽ bỗng dưng gian lên, thân thể của mọi người đồng loạt rung lên tất cả hướng về phía thanh nằm phẫn nộ kia truyền đến lại chỉ thấy đó là một nữ tử thanh xuân khí chất siêu phàm thoát tục nhưng mà sâu trong đôi mắt nhìn về phía biển đông lại tràn đầy vẻ lạnh lùng mặc dù có ý bi thương nhưng mà trong lời nói tràn đầy ý tứ bỏ đá xuống giếng hung hăng trừng mắt nhìn nàng không buồn lạc dân thường lúc này mới giận dữ lên tiếng trác phàm đến tột cùng đắc tội với ngươi thế nào? Hiện tại hắn sinh tử chưa biết, ngươi còn nguyền rủa hắn như vậy sao? Không phải là sinh tử chưa biết mà là đã chết rồi. Lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nữ tử kia thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Sự lợi hại của hải yêu, tất cả mọi người ở chỗ này đều biết. Hơn nữa, tin tức cũng đã nói, khi mà hải yêu lui đi, chỉ có bọn bất bại kiếm tôn trốn thoát. Ác nhân kia đã ngoài ý muốn, rơi vào độc thủ của hải yêu. Tuy nói hắn thân mang nghiệp chướng nặng nề Nhưng mà người chết lớn nhất Ta cũng không có muốn nói thêm gì nữa Chỉ là ta không có muốn Có người lấy hắn làm tấm gương Tiếp tục con đường gian tà của hắn Ý ngươi là sao? Tuyết tỷ tỷ, các đại ca bây giờ đã như vậy rồi, ngươi không thể nói ít hơn hai câu được sao? Lạc dân thường mới nổi giận, kéo tay áo định tiến lên cãi lại. Một nữ tử khác cũng vội dàng đi đến bên cạnh người nọ, dỗ dàng quyên nhũ. Người đã quên chúng ta tới đây làm gì sao? Mẫu dung đại ca cùng với cha ta còn chưa có tìm được đó. Lúc này lại có một nam tử lão đảo đi tới trước mặt các nàng hét lớn. Tuyết muội yên nhi muội muội bên này ta không có phát hiện đám người cha ta, bên các ngươi thì sao? Đúng vậy, ba người này chính là mộ dung tuyết, thượng quan kinh niên cùng giao dương trường thành bởi vì phụ huynh ba nhà đã mất tích cho nên cũng đang ở dưới phế tích này không ngừng tìm kiếm hơi trầm ngâm một chút mộ dung tuyết không để ý đến bọn họ trực tiếp rời đi tìm kiếm từ xưa chính ta đã bất lưỡng lập ma đầu kia tuy rằng đền tội nhưng mà tội lỗi của hắn cả thế gian đều biết các người mặc dù không có muốn nghe chẳng lẽ còn có thể cấm người trong thiên hạ nói sao chờ một chút ngay khi bọn họ muốn rời đi Lạc Dân Hải vừa tay lên ngăn cản bọn họ lại trong mắt chớp động tinh quang rạng rỡ Lạc Dân Hải chậm rãi đi tới bên cạnh nàng gắt gao nhìn chầm chầm ánh mắt lạnh nhạt của nàng nói Cô nương Lý bất biện bất minh Trác phàm là đại ca của ta cũng là đại quản gia danh chánh ngôn thuận của Lạc Gia ta người dù khống hắn như vậy người dù khống hắn như vậy về công về tư bất kể là đệ tử hay là gia chủ ta cũng không có thể coi như không nghe thấy. Ngươi nói đại ca của ta thập ác bất xá, tội nên dạng chết, lý do gì? Như thế nào? Ngươi cũng là tiểu đệ của hắn sao? Ta cũng vậy, trùng hợp như vậy sao? Lăn sang một bên đi. Âu Dương Trường Thanh nghe được lời của hắn, nhất thời cười hát hát tiến lên làm quen. Cũng đã bị mộ dung tuyết trừng mắt một cái, đuổi y trở về. Sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía lạc dân hải nói ta sẽ không ở sau lưng người khác nói chuyện thị phi cũng không có tùy tiện vũ nhục một người chết bất quá ác chính là ác người muốn biết hắn ác thế nào vậy ta liền một năm một mười nói cho người biết rõ ràng nói xong mộ dung tuyết đem chuyện của trung châu nói với hắn một lần nghe xong lạc dân hải cười nhạo một tiếng từ chối cho ý kiến trung châu là địch nhân của chúng ta các đại ca ở trung châu lại là bốn bề thọ địch bất kể là tự bảo vệ mình hay là giết địch, chuyện này không có gì đáng trách. Ngươi coi đây là tội lỗi của hắn sao? Vậy thì cao tầng bốn châu này, kể cả mộ dung gia của các ngươi, ai lại không có tội? Nhưng mà hắn liên lụy đến nhiều tính mạng vô tội trong thương hành như thế. Dựa vào quyền quý mà lên, hắn là có chuẩn bị tùy quyền quý mà rơi. Nhưng mà những sinh mệnh này, chung quy cũng bởi vì hắn mà chết sớm. Người nhìn thấy chính là sinh mệnh, ta nhìn thấy chính là công chính. Tình mang trong mắt chợt lóe lạc dân hải kiên định lên tiếng. Ngươi nói những cái sinh mệnh này vô tội, nhưng mà những sinh mệnh vô tội này dựa vào quyền quý mà lên. Hai tay chẳng lẽ còn sạch sẽ được sao? Không có dính qua đồ bẩn hả? Nếu dính, bọn họ cũng không có tính là vô tội. Tính là trời trừng phạt, cũng không quá đáng, có cái gì để mà đồng tình. Lời này vừa nói ra, lông mày của mộ dung tuyết rung lên không phục nói mặc dù trước kia bọn họ có tội ác cũng là tội không có đáng chết hơn nữa còn chết nhiều người như vậy có nên chết hay là không không có do ngươi định bao nhiêu tội ác đáng chết cũng không có do ngươi định ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ không đáng chết trác đại ca đã nói qua ra ngoài lăn lộn cũng phải trả giá cho dù bọn họ chỉ là trộm một cây kim lúc báo ứng cũng phải trả lại huống chi một thương hội lớn như vậy chiếm đoạt nhiều lợi nhuận như vậy tội ác trên tay sẽ ít sao trác đại ca thai thiên hành đạo có cái gì không thể hắn cũng không phải là trời dựa vào cái gì thai trời trừng phạt hại nhiều người như vậy chứ ngươi cũng không phải là trời dựa vào cái gì nhận định trác đại ca là ác mà đạo trong lòng của ngươi chính là chính lạc dân hải đối chọi gay gắt lại làm cho mộ dung tuyết nhất thời á khẩu không nói nên lời gia cát trường phong ở một bên nhìn thấy âm thầm bật cười xem ra tài ăn nói của gia chủ chúng ta ngày đã tốt rồi liên tiến lên một bước trợ quy nói cô nương lão phu trước kia cũng là thừa tướng của một nước quan thương giữa đạo đạo so với ai cũng rõ ràng hơn nước trong này rất đục ai chết cũng không quan mộ dung gia là nhà hiệp nghĩa cô nương cũng chỉ nhìn thấy có ngàn dạng sinh mệnh ngã xuống, lại không có thấy trong đó có định số. Nói một câu thành thật, mặc kệ là đối thủ trước kia hay là đồng liêu hiện tại, trác quản gia làm việc, xưa nay vẫn rất công bằng. Công bằng, không khỏi cười nhạo một tiếng, mộ dung tuyết, chỉ vào ngàn dạng thi hài này giận dữ quát. Công đạo của hắn chính là đưa ra cái chủ ý như vậy, để cho nhiều sinh linh đưa ma cùng với hắn như vậy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua các thi thể sắc mặt của lạc dân hải hét lớn lên một tiếng thác bạc lão nguyên soái ở đâu lão phu ở đây chợt bóng dáng của thác bạc thiết sơn liền xuất hiện bên cạnh lạc dân hải thác bạc nguyên soái ngươi nói cho vị cô nương này biết đi hơn 10 năm trước ta và ngươi có quan hệ gì địch nhân giới trác phàm thì sao địch nhân vậy các ngươi đã từng gia chạm qua chiến trường chưa thắng bại thế nào thiên vũ, đại chiến, lão phù thảm bại, tổn binh tổn tướng, vô số kể, từ đó lão phù ở con đường làm quan của đế quốc, lâm vào đáy cốc. Vậy, ngươi hận hắn sao? Quân nhân chém giết trên chiến trường là dựa vào thực lực, có cái gì mà đáng hận chứ? Không khỏi bật cười một tiếng, thác bạc thiết sơn hét lớn. Hận là biểu hiện nhu nhược, hận không có thể đánh bại địch nhân, lão phù bại dưới tay của trác phàm chỉ là kính nể muốn tái chiến với hắn không có cần nhắc gì khác khẽ gật gật đầu lạc dân hải phật phất tài để cho hắn đi xuống sau đó mới gắt gào nhìn chầm chầm mộ dung tuyết nói nghe được rồi chứ chém biết trên chiến trường là so thắng bại không phải là tính toán sinh mệnh nếu đã lên chiến trường nên có tính toán mất mạng không có phân biệt thiện ác chỉ có mạnh yếu khác nhau lần này tứ châu lấy yếu thắng mạnh chiến thắng trung châu mặc kệ là chết bao nhiêu chúng ta thắng đây là chính nghĩa của trác đại ca không ai cho rằng hắn là tà ác hơn nữa nếu mà chiến trường thật sự có chính tà vậy ta nói cho người biết cái gì là chính tà dung mạnh lên lạc dân hải trong nháy mắt lấy ra một tấm bản đồ bay ra trước mắt của nàng đây là bố trí của trác đại ca bởi vì chiến trường ở bắc châu cho nên ba châu còn lại đều thập phần an ổn mặc dù là quân đội đối phương vào nội địa ba châu nhưng mà bởi vì trúng kế của trác đại ca phải cấp tốc hành quân không có dám trì quản cũng không có tạo thành ảnh hưởng thực chất gì đối với ba châu ngươi là thủ lĩnh nam châu hiện tại có thể trở về xem nam châu có bị phá hủy một cành cây ngọn cỏ nào không hơn nữa cho dù ở chiến trường của bắc châu ở phía có chúng ta chống đỡ đối phương không có bước vào nửa bước sau lưng mọi người lại là một mực dây giết cái đám người bất bại kiếm tôn dân chúng của Bắc Châu ở giữa không có bị quấy rầy chút nào. Thẳng đến khi chiến tranh chấm dứt vẫn là an cư lạc nghiệp như cũ. Đây chính là bố trí của Trác Đại Ca để cho người đáng chết đi chết, người không đáng chết không có bị quấy nhiễu. Đây chính là Đại Công. long mày không khỏi hung hăng run rẩy mộ dung tuyết trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói. Nhưng mà bởi vì kế hoạch này của hắn tổn hại bao nhiêu là mạng người, nếu không phải là hắn, mặc dù chúng ta có bại, cũng không có khả năng chết nhiều người như vậy. Mộ dung cô nương, vừa rồi ngươi nghe không có hiểu ta nói sao. Trác đại ca chính là để cho các người đáng chết đi chết, mà chúng ta chính là người đáng chết kia. Hùng hằng, nhìn chầm chầm nàng không buông, lạc dân hải, nhất thời rống to thành tiếng, nói trắng ra trận chiến giữa Trung Châu và Tứ Châu lần này, giống dĩ chúng ta là những người được hưởng lợi ít tài nguyên, vì một trận chiến bảo đảm lợi ích của mình. Chúng ta chết bao nhiêu đều là chuyện nên làm. Bởi vì chúng ta đang chiến đấu vì mình. Nhưng mà cuốn dân chúng vô tội vào đó mới thật sự là ác. Hưng, dân khổ, dòng, dân khổ. Khi mà Thái Bình thịnh thế, bọn họ được hưởng cái chỗ tốt gì? Vì sao mà thợ chiến đem bọn họ liên lụy vào? Tựa như là ngươi đang điều khiển một chiếc xe linh thú lớn con đường ở phía trước đột nhiên xuất hiện năm sáu hài đồng chơi đùa. Người muốn đổi đường nhưng bên cạnh còn có một hài đồng đang an phận canh giữ bên cạnh cây khô. Người phải lựa chọn như thế nào? Nói cách khác, người sẽ đâm năm sáu hài đồng kia hay là hài đồng đứng một mình kia? Ta không khỏi ngẩn ra mộ dung tuyết nhất thời dừng lại. Ta đến giúp người chọn. Không có đợi nàng nói xong, lạc dân hải đã hét lớn trong mắt người chỉ có số lượng sinh linh, nhất định sẽ đẻ trái đụng vào hài đồng an phận thủ thường kia. Lại đi bảo vệ năm sáu đứa nhỏ tùy tiện chơi đùa trên đường lớn. Bởi vì bên này nhiều sinh mệnh, người cảm thấy người là đại ái sao? Nhưng mà trác đại ca hoàn toàn ngược lại, nhất định sẽ đụng phải năm sáu hài tử này. Bởi vì bọn chúng phạm phải sai lầm lớn nên bị trừng phạt. Mà không có thể để cho một người không phạm sai lầm kia thay thế bọn họ chịu trừng phạt. Đây chính là đại công. Hiện tại cũng giống vậy thôi, chúng ta vì mình mà chiến đấu, nếu để cho dân chúng vô tội liên lụy vào, đó mới là đại ác. Chúng ta vô luận chết bao nhiêu, đó là điều tự tìm. Bởi vì chúng ta không có chịu buông tha thịt bên miệng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, có gì phàn nàn chứ? Đã là hoàn toàn giật mình, mộ dung tuyết ngờ ngát, nhìn lạc dân hải, không biết phản bác thế nào đây. Chỉ có Lạc Dân Hải hung hăng trừng mắt nhìn nào một cái, lạnh lùng nói. Ta biết Trác Đại Ca không phải là người tốt, nhưng mà hắn lại là ác nhân ta kính trọng. Bởi vì hắn chưa có từng xuống tay với người lương thiện. Ác nhân tự có ác nhân mài. Ở trong mắt của ta, hắn là phán quan ông trời hạ xuống để trừng trị ác nhân. Xin người không cần tùy tiện vũ nhục hắn nữa. Bởi vì lòng tốt và công lý của người không có cách nào để mà sử dụng với thế giới này. Chương 1236 Ẩn Thế Dứt lời, Lạc Dân Hải nhất thời lắc tài áo, cũng không có quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại có ba người có một chút ngốc trệ dừng ở đó. Thật lâu không nhúc nhích, gia cát trường phong dỗ dàng đuổi theo bước chân của gia chủ, nửa bước không rời. Nhưng mà rất nhanh, chỉ một chút, thân thể của Lạc Dân Hải dừng lại. Như thế nào, gia chủ ngài nhìn trộm hắn chỉ thấy sắc mặt của hắn âm trầm hai tay siết chặt cắn chặt răng bộ dáng thập phần phẫn nộ gia cát trường phong không khỏi sầu kính lên tiếng thật là cẩn thận nói hít sâu một hơi lạc dân hải trầm giọng bình tĩnh lên tiếng gia cát quản gia chúng ta thật sự là quá bị động rồi dù là lúc trước lạc gia hai bàn tay trắng ta cũng không có cảm thấy bị động như bây giờ dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói chúng ta đã hy sinh nhiều mạng người như vậy, vất vả khổ cực, tạo ra cơ hội thắng lợi, cứ như vậy không còn sao. Gia chủ, ta hiểu ý của người. Hai con mắt khẽ hiếp lại, gia các trường phong không khỏi cúi đầu cười nhạt một tiếng. Tinh mang trong mắt chợt lóe, phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn, sầu kính nói. Gia chủ là muốn giống như năm đó, quật khởi đoạt quyền sao? Trầm ngâm một chút, Lạc Dân Hải thản nhiên gật đầu. Mấy năm nay, Tuy rằng chúng ta ở Tây Châu phát triển nhanh chóng, nhưng quá vững vàng, còn chưa có chân chính, có được quyền nói chuyện, có thể chi phối đại thế. Tựa như là hiện tại, chúng ta vì cái gì mà phải liều mãn, vì cái gì lại phải buông tha. Điều là do không có thể tự mình làm chủ, thật sự quá bị động rồi. Ta muốn nắm giữ thiên hạ, không có muốn bị đám lão gia quả này tùy ý đùa giỡn nữa. Tình mang trong lóe mắt, Lạc dân hải nhất thời cắn răng Gần từng chữ nói Nhìn hắn thật sâu Gia cát trường phong hơi gật đầu Khẽ cười lên tiếng Lão phu hiểu rồi Gia chủ yên tâm đi Hiện giờ là thiên hạ đại loạn Vừa mới bình ổn Dạng vật hồi sinh Chính là cái thời cơ tốt nhất để quật khởi Đám người của lão phu sẽ giúp gia chủ Mưu tính tốt hết thảy Ngài yên tâm là được liếc hắn một cái Lạc dân hải không có nói gì Chỉ dậy dậy tay mang theo tất cả mọi người của Lạc Gia rời đi. Trước kia khi mở thiên vũ, có trác phàm giúp hắn mưu đồ, Lạc Gia tuy là nhỏ yếu nhưng mà tuyệt đối một phần cài cấy, chính là vài phần thu hoạch, dẫn mệnh cho tới bây giờ đều nắm trong tay của mình. Sau đó trác phàm rời đi, ba đại trí năng mà hắn lưu lại giúp đỡ xử lý tất cả sự vụ, cũng có trật tự, Lạc mình phát triển càng ngày càng lớn mạnh, hắn cũng vui vẻ phát dương nhân nghĩa chi gia. Gia phong thuần phát không có thay đổi, cho tới bây giờ chưa có từng nghĩ tới muốn làm đến trình độ dạng người kính ngưỡng. Nhưng mà lần này lạc minh bọn họ tuy lớn, nhưng ở Tây Châu, thậm chí cả thiên hạ cũng bất quá chỉ là một quân cờ thôi. Mặc cho người ta hô tới quát lui, dốc hết toàn lực, tổn thất thảm trọng, lại không có cách nào tranh được nửa phần quyền lực xứng đáng để mà an ủi những dòng linh đã chết kia mặc dù trong chiến tranh đế quốc còn có tướng ngoại quân mệnh có chỗ không chịu thế nhưng trong năm châu đại chiến này lại nói dừng liền dừng căn bản không có nghĩ tới cho cấp dưới bọn họ một lời giải thích rõ ràng hắn không biết thượng tầng ngũ châu đạt thành cái loại hiệp định gì nhưng mà khẳng định chính là hiệp định này không có một chút quan hệ cùng cấp dưới của bọn họ bọn họ tương đương như hoàn toàn bị người ta lợi dụng loại cảm giác cái mạng người như cỏ rác mặc cho người bày bố lạc dân hải trước kia chưa có bao giờ cảm thụ qua nhưng mà hiện tại lại có một loại không cam lòng dâng lên trong lòng quả nhiên thế giới này tàn khốc không có quyền lực bất luận cái gì đạo nghĩa cùng với trách nhiệm đều là chó má tất cả chính nghĩa cùng với nhân nghĩa đều được xây dựng trên quyền lực vô thượng không có tầng này tất cả đều là giọng đàm cũng khó trách năm đó các đại ca phải đưa lạc gia của ta trở thành gia tộc mạnh nhất thiên vũ mới chịu buông tay rời đi. Bởi vì cho dù là dưới một người, đó cũng là quân cờ bị người ta đù bỡn, thân bất do kỹ rồi. Nghĩ tới đây, lạc dân hải không khỏi nhắm mắt lại, ngửa đầu nhìn trời, hai tròng mắt bất giác có một chút ẩm ướt. Nhưng mà rất nhanh, đồng tử ngưng tụ lại, phát ra rạng rỡ tinh quang trong lòng hét lớn rồi một tiếng lạc dân hải mặt đầy kiên nghị sải bước rời đi ba người mộ dung tuyết nhìn hắn thật sâu không có nói nên lời tiểu tử này đến tột cùng là người nào vậy dám mắng nữ nhi của ta người ăn gan báo sao qua một hồi lâu âu dương trường thành mới phản ứng lại không khỏi mắng to một tiếng liếc mắt nhìn hắn thượng quan kinh niên bất giác trề môi bất đắc dĩ nói người ta đã đi rồi mới lên tiếng còn nói cái gì nữa đó không phải là hắn nói rất có đạo lý, ta không có tiện cãi lại thôi. Hơn nữa như thế nào cũng coi như là tiểu đệ của đại ca rồi, nháo quá cứng cũng không tốt. Nếu mà đại ca không có việc gì, hắn lại kiện ta thì... Thôi, nguyên lai like chính là nói xu Bất đắc dĩ trợn mắt, thượng quan kinh yên, khinh thường biểu môi. Hai con mắt của mộ dung tiết rung lên, bỗng dưng nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh nói. Ngươi cũng cảm thấy hắn nói có lý sao? áp nhân kia làm như thế là đại công sao? Cái này, Âu Dương Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, dũng trộm nhìn mộ dung tuyết một cái, không biết phải trả lời thế nào đây. Sợ lại khiến cho nàng tức giận, nhưng mà đúng lúc này một âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền vào tai của ba người. Tuyết Nhi, Trường Thanh, Y Nhi, các ngươi đều ở đây sao? Đại ca, cha, phụ thân, không khỏi sửng sốt, ba người quay đầu lại lại nhất thời cả kinh sau đó liền mừng rỡ vui vẻ chạy về phía thân nhân mất tích đã lâu kia không sai bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của ba người bọn họ chính là một dung liệt âu dương lăng thiên cùng với thượng quan phi hùng không thể nghi ngờ chẳng qua giờ khắc này sắc mặt của ba người thập phần nghiêm túc nhìn ba người giảng bối này trong mắt tuy rằng ấm áp nhưng mà cũng không có ý vui vẻ tựa hồ nhận ra ba người bọn họ quái dị mộ dung tuyết không khỏi nhướng mày kỳ quái nói đại ca các ngươi có chuyện gì sao nhìn nhau một cái ba người trầm ngâm một chút thở dài cuối cùng mộ dung liệt đại biểu bọn họ mở miệng nói tuyết nhi ba lão gia quả của chúng ta lần này đến gặp các ngươi chỉ sợ rất lâu sẽ không có gặp lại rồi cũng có khả năng là lần cuối cùng cái gì không khỏi kinh hãi thất sắc ba người đồng loạt kêu lên chậm rãi khoác tay áo để cho bọn họ an tĩnh lại. Mộ Dung Liệt tiếp tục nói, ba lão gia quả của chúng ta vừa mới thương nghị, cứ như vậy ẩn lui giang hồ, an tâm ngộ đạo. Từ nay về sau, Tuyết Nhi, ngươi thay ta làm mộ dung gia chủ đi. Trường Thanh, về sau ngươi ở tông môn cũng phải tự mình chiếu cố chính mình. Yên Nhi, ngươi trở về, đem quyết ý của ta nói cho các trưởng lão cung phụng, thượng quan gia, hảo hảo chiếu cố chính mình ngay sau đó Âu Dương Lăng Thiên cùng với Thượng quan Phi Hùng cùng đồng loạt dặn dò ra tiếng, trong mắt tràn đầy ân cần, tình nghĩa nồng đậm. Thế nhưng, ba người của mộ dung tuyết lại hoàn toàn nghe choáng dáng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Vì sao chứ? Thứ nhất là bởi vì lần này cùng với bất bại kiếm tôn đánh một trận, chúng ta mới hiểu được thế tục quấn thần quá lâu đã liên lụy đến chúng ta tìm hiểu đại đạo chúng ta suy nghĩ quá nhiều về tục vật không có giống trác tiên sinh cùng với bách lý ngự thiên mặc dù thân ở thế tục nhưng mà tâm ở cảnh giới nhưng mà tâm ở cảnh giới đại đạo cần quy ẩn sơn lâm trao đổi ảnh mắt với nhau vẫn là do mộ dung liệt ra mặt giải thích còn thứ hai sao các ngươi hẳn cũng biết cái cuộc chiến này chấm dứt như thế nào sao liếc nhau một cái đám người của mộ dung tuyết đều có một chút mê man không khỏi sẵn nhiên cười, mộ dung liệt thở dài lắc đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Có mấy việc tiểu bố các ngươi không có rõ ràng được, vậy ta liền nói cho các ngươi biết. Lúc đầu, khi mà chúng ta thức tỉnh từ đóng phế tích, thấy chiến tranh đã kết thúc, cũng rất là bối rối. Nhưng mà về sau tìm được cái bọn người lăng tông chủ mới biết được, thì ra là bọn họ cùng bách lý kinh dĩ làm giao dịch. Trăm năm không chiến, đổi lấy là hai phương bình an, nhưng mà trăm năm sau ai có thể địch lại bất bại kiếm tôn. Sau khi mà ta nói đến đây, bọn họ đều trầm mặt. Có lẽ bọn họ không có phải không nghĩ tới, chỉ là không có muốn nghĩ thôi. Bởi vì hiện tại tiêu diệt bất bại kiếm tôn, bọn họ lo lắng, không có cách nào mà áp chế được tử dương, sẽ quỷ cơ nghiệp các châu. Nhưng mà bất bại kiếm tôn còn sống, có thể phát sinh đại chiến ngũ châu. Đến lúc đó thì sẽ tử thương càng nhiều, lại là một lần sinh linh đồ tháng Tuyết Nhi, ngươi có biết Mộ Dung gia chúng ta là hiệp nghĩa thế gia, Thượng Quan gia là nhân nghĩa thế gia, nhưng mặc dù là cung phụng hai nhà này, lúc ấy cũng chấp nhận hiệp nghị này, chính là vì bảo vệ hai nhà trường tồn trăm năm. Long mày khẽ rung rẩy, Mộ Dung Tuyết cúi đầu thật sâu, hàm răng cắn chặt môi son. Đốt cho ta tàn thân để cứu thế nhân, đây là gốc rễ của Mộ Dung gia ta, nhưng mà không có nghĩ tới cuối cùng vì gia nghiệp của mình còn phải đem trăm năm thống khổ này lại kéo dài để cho hậu nhân thừa nhận không ngừng lắc đầu mộ dung liệt vẻ mặt cô đơn tuyệt nhi chúng ta dính vào thế tục đạo của chúng ta liền bị quỷ mộ dung gia không còn là mộ dung gia lúc trước thượng quan gia cũng vậy thôi chúng ta dự định rút lui không hỏi thế sự chính đạo một khi mà nhiễm thế tục chẳng khác nào chọc ra ma chướng chính đạo một khi mà nhiễm thế tục chẳng khác nào chọc ma chướng có lẽ đến cuối cùng còn không có bằng ma đạo tu giả tìm hiểu bản thân đại đạo càng sâu thân thể chấn động mạnh mộ dung tuyết nhất thời giật mình trong tay tựa hồ hồi tưởng lại cái lời khuyên trác phạm từng treo ở miệng chính đạo nếu muốn đỉnh phong cuối cùng vẫn là xuất thế thế tục quá phức tạp đạo tâm dễ bị nhiễm bệnh tâm ma nhất niệm sâu sắc từ nay về sau lại khó cảm thấy chính khí. Ác nhân này dĩ nhiên là đối với chính ma hai đạo đều tinh thông như thế, chẳng lẽ nói chính ta phân biệt, sai là ta sao? Được rồi, các vị tiền bối, cáo từ. Không nhìn mộ dung tuyết, đang chìm sâu vào trầm tư một cái, mộ dung liệt ôm nắm đấm, cười to thành tiếng, hai người còn lại đồng loạt ôm quyền, sau đó dưới chân đạp một cái, liền trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng triệt để rời đi đám người của âu dương trường thanh dỗ dàng hô to nhưng mà dĩ nhiên vô dụng thôi ba người sớm đã trốn khỏi trần thế chỉ có mộ dung tuyết nhắm hai mắt thật sâu trong lòng bất đắc dĩ thở dài trước mắt tựa hồ xuất hiện một khuôn mặt cười nhạo trần trụi của trác phàm sự thật còn hơn là hùng biện lần tranh chấp chính tà này ngay cả huynh trưởng của hắn cũng đã thất vọng với gia tộc của mình cũng đã quá rõ ràng rồi. Cái gọi là danh môn chính phái của bọn họ đã thua. Cuối cùng đem người tứ châu toàn bộ bán đứng. Dĩ nhiên chính bọn họ mà không phải là ác đồ gian tà giả hoặc kia. Xem ra ta cũng phải giống như là bọn đại ca, ẩn thế tìm hiểu. Khóe miệng nhất là một nụ cười chua xót Mộ dung tuyết thở dài thành tiếng. Hy vọng sau khi mà ta nghĩ liền hiểu rõ hết thảy, quan điểm đối với người thật sự sẽ có thay đổi ác nhân. Chương 1237 Thiên Hạ Đại Biến Trung Châu cùng Tứ Châu Đại Chiến tuy rằng cái thời gian song phương chuẩn bị đều làm hơn một năm nhưng mà chân chính từ lúc bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng đình chiến cũng chỉ bất quá hơn 10 ngày mà thôi nhưng mà chính hơn 10 ngày công phu này lại làm cho tình thế của toàn bộ ngũ châu xảy ra biến quá nghiêng trời lệch đất đầu tiên là trong đại chiến lần này tử thương nhiều nhất chính là chiến lược của Tứ Châu bị dây vào hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Bọn họ cơ hồ tổn thất 3 phần tư sinh mạng mới có thể ngăn cản đối phương xâm nhập. Có thể nói là một lần thắng thảm, cũng là một lần thắng mà như không thắng. Nói thắng lợi là bởi vì bọn họ đích xác lấy yếu thắng mạnh làm cho đại quân của Trung Châu không thể không lui binh. Nhưng mà nói không thắng cũng là cuối cùng khi bọn họ có khả năng triệt để đánh tàn đế quốc bất bại này bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cư nhiên thành hòa. Điều này không khỏi làm cho tầng dứa chót liều chết chiến đấu đến cùng của toàn bộ bốn châu. Có một loại cảm giác bị đùa giỡn. Bọn họ trả giá nhiều như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá cao tầng có lời giải thích của bọn họ. Người phía dưới nghe gió chính là mưa. Cũng rất dễ lừa gạt chỉ cần nói là vì bọn họ mà suy nghĩ, không muốn lại có thêm sinh linh thương vong lý do đường hoàng như thế, cứ như vậy lấp liếm đi qua. Giống như cái loại ngày sau bất bại kiếm tôn này có thể quay trở lại sẽ khiến càng thêm phát điên. Nỗi sầu lo khi mà sinh linh đồ tháng cũng là chỉ có những người chỉ huy tham chiến như chúng ta mới có thể suy nghĩ. Phía dưới chỉ là một con kiến hồi mặt người bày bố suy nghĩ nhiều vậy để làm gì? Nhất là ở trước mặt lợi ích to lớn, cái vết sẹo vừa rồi đang đau đớn cũng sẽ chớp mắt liền bỏ lại phía sau. Bởi vì cái lần này tổn thất thảm trọng, rất nhiều vị trí trọng yếu trong tứ châu tự nhiên trống rỗng, giống như là Tây Châu. Chính là đại lượng đệ tử trưởng lão cung phụng trong cửu tông không đủ. Vì thế liền bốn phía bắt đầu chiều thu, mà Đông Châu cùng với Nam Châu lại là trụ cột gia tộc tổn thất không ít cần rất nhiều gia tộc tầng dưới chót bồi dưỡng bổ sung. Kết quả, trước một cái bánh lợi ích như thế, mọi người chính là tranh nhau leo lên. Muốn bay lên trời, nào còn có công phu tính toán quyết định hợp lý như trong hội nghị ngày đó. Cho dù là lạc minh, bởi vì tổn thất thảm trọng, mấy ngày nay cũng đã hấp thu đại lượng gia tộc. Mỗi khi mà thấy tình cảnh này, nhìn dục vọng trần trụi trong mắt của bọn họ, lạc dân hải liền không có ngừng lắc đầu thở dài đám heo này. Bất quá đối với chuyện này, lãnh vô thường cùng với gia các trường phong và những trí năng giả khác lại vui vẻ chứng kiến. Bởi vì quyền lực vô thượng không phải đều do cái đám giống như đầu heo này đẩy lên sao. Không có những con lợn này lấy đầu ra lợi thế để mà đi tranh quyền đoạt thế. Mà thật sự cũng là như thế. Lạc Minh cũng bình thường tông môn bất đồng. Tông môn là chiêu thu từng cái đệ tử nhưng mà Lạc Minh là hấp thụ từng gia tộc một. Dưới tình huống nhân mã thiếu hụt như vậy, tốc độ hấp thu của Lạc Minh có thể nói là cá voi hút nước. Chỉ là mấy tháng công phu đã khôi phục một nửa sinh cơ trước chiến. Điều này không khỏi làm cho mấy tông môn thế gia còn lại điều theo không kịp, ngẹn họng nhìn trần trối. Cũng chính vì vậy, Lạc Minh trở thành cái thế lực phát triển nhanh nhất của Tây Châu sau chiến tranh. Tuy rằng cao thủ không có nhiều lắm, nhưng mà nhân mã đông đảo lập tức tiến vào vị trí trung tam tông đỉnh phong hơn nữa còn có xu thế chen vào thượng tam tông loại tốc độ tăng lên này cho dù là sông long diện nhìn thấy cũng nhịn không được mà trợn mắt há mồm dù sao trước chiến tranh lạc minh bất quá chỉ là một tồn tại hạ tam tông đỉnh phong thôi hiện tại đã đến cửa thượng tam tông rồi có thể nói cá chép nhảy long môn nhất bộ tam khiêu nhưng mà bọn họ cũng có thể lý giải nhân tố chiến tranh lạc minh có thể nói là phát tài chiến tranh hình thức liên minh của bọn họ vốn là phát triển nhanh chóng trước kia còn có thế lực lâu đời ở đó cho nên không có cảm thấy nhưng một khi mà chiến lực cát tông đều trống rỗng ưu thế hấp dẫn thu cái lực lượng tân sinh này lại hiện ra đối với điểm này cho dù sông rồng chí tôn cũng không có thể không cảm thán Trác Phàm thật sự để lại cho Lạc Gia một nền móng rất là tốt. Chỉ sợ rất nhanh, Lạc Minh mặc dù là dương tới vị trí, đứng đầu cửu tông, cũng không có nhất định sẽ đứng dưới sông Long Diện. Nhưng mà lúc này, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới? Trải qua một trận chiến này, tâm của Lạc Dân Hải đã nghĩ thẳng đến đỉnh phòng. Ngày sau, chỉ sợ sông Long Diện cũng khó có thể ngăn chặn được hắn. Mặt khác, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Tây Châu ở bên này, làm cho nhiệt quyết ngất trời, vững vàng khôi phục chiến lực. Ba nhà Nam Châu, Bắc Châu và Đông Châu lại là nóc nhà thủng gặp mưa đêm một trận ủ rũ bộ dáng xám xịt. Tuy rằng là ba nhà bọn họ đang khôi phục một cách có trật tự, nhưng mà thứ trọng yếu nhất lại không còn. Ba thanh thần kiếm, trùng thiên, phần thiên, phong thiên, bởi vì bọn Âu Dương Lăng Thiên mang đi đối phó kết giới giải hải Ngao bị mất rồi chiến lực mạnh nhất của ba châu này cũng đồng loạt tuyên bố lui ẩn Sơn Lâm, không có hỏi thế sự. Điều này không khỏi làm cho ba châu nhất thời trận tròn con mắt. Không có ba vị đại ca dẫn đầu này chống đỡ, bọn họ sau này đừng nói là đối phó với bất bại kiếm tôn, cho dù đối phó với cửu kim dương, phóng chừng đều cố hết sức. Kết quả là gì để mời ba cái vị lão đại này tái xuất giang hồ, một đám người của Bắc Châu đến đập cửa nhà của Âu Dương Trường Thanh. Một đám danh môn dọng tộc ở Đông Châu đã sớm chờ đợi trước phòng của Thượng quan Kinh Niên. Chờ nàng truyền lời, cái đám gia quả ở Nam Châu dây mộ dung da, nước chảy không thông. Rất của từ thái của mộ dung liệt, ngươi một ngày không ra, lão đầu tử ta liền một ngày dây dưa ở chỗ này. Thế nhưng làm cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là Âu Dương Trường Thanh quá không có đàng hoàng biết có người muốn cầu cạnh hắn liền muốn đòi linh thạch mỗi ngày đều đắc chí giống như vua bắt châu nên ngang tỏ ra chán ghét bọn họ nhưng mà bọn họ vẫn không có dám đắc tội về phần lão tử nhà của hắn khi nào xuất sơn thân ở chỗ nào loại vấn đề này đã bị hắn giấu giếm xuống dưới thượng quan khinh niên có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không có ác tâm như vậy nhưng mà cũng đóng chặt cửa lớn không gặp một ai nếu có người gây sự thượng quan gia cũng không phải lặng chai bọn họ còn có ba vị cung phụng trấn trạch đấy bởi vậy sau khi mà mấy người giết gà dọa khỉ mọi người liền lập tức giải tán không có hề dây dưa về phần mộ dung gia lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt sau khi mà mộ dung liệt ẩn độn mụi muội mộ dung tuyết của hắn cũng mất tích theo hai huynh muội cùng nhau ẩn thế điều này khiến cho bọn họ cho dù là tìm ai cũng không có thấy bóng người nào. Cứ như vậy, Tam Châu đau đớn nó mất đi, ba đại chiến lực cùng với ba thanh thần kiếm, lại lâm vào đáy cốc thấp nhất từ trước đến nay. Không còn cách nào, cuối cùng mọi người chỉ có thể tự lực cánh sinh, học theo Tây Châu, an tâm phát triển thế lực hạ tầng. Ít nhất, nhân số chiến lực phải bổ sung lại, nhiều người thì lực lượng lớn lên, đúng không? Mà nhân cơ hội, Tứ Châu mệt mỏi nhất, chính là một cơ hội lớn để trung châu phát binh với thực lực của cửu kiếm dương trung châu hai người một đội có thể quét ngàn bốn châu hoàn thành đại thống nhất nhưng mà không thể bách lý kinh dĩ đã cùng với tứ châu giảng hòa còn lấy đạo tâm tình của chính mình để thề trăm năm không xâm phạm cũng là không có lý do gì để lại phát binh bất quả giới thiên dĩ chi tài của bách lý kinh dĩ hắn há có thể tùy tiện dùng cái thương khung dậy bao chết mình thật sự là trăm năm bất động sao nguyên nhân bất quá không phải là hắn không muốn động mà là hắn không nhúc nhích được trăm năm cũng không có động được hiện giờ kiếm tình đế quốc tuy rằng vẫn là cường thịnh chiến lực đông đảo như trước nhưng mà so với đế quốc đại thống trước kia lúc này đã đổ sụp rồi không có còn phong mạo như xưa trung châu đất rộng của nhiều trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi lại phát sinh mấy chục dạng trận bạo động, một phần ba thành trì đã ngã xuống. Đây chính là đại loạn có một không hai trong lịch sử của Trung Châu. Trác Phàm lúc trước một mực để cho Hải Xuyên Thương Hội ẩn nấp Tại thời kỳ chiến tranh mẫn cảm lúc này nổi lên bạo động, có thể nói là nghiêng trời lật đất. Tuy rằng cái thời gian bạo động rất ngắn, nhưng mà bởi vì nội bộ trống rỗng, không có đủ binh lực trấn áp hải xuyên thương hội liền không có còn nhiều băn khoăn như vậy trực tiếp đem tất cả các lá bài tẩy đều lật lên đại náo cho một trận mà bạo động là có phản ứng dây chuyền bọn họ vừa động rất nhiều con rắn bò theo cũng theo đó thừa dịp cháy nhà cướp của bắt đầu bạo động kết quả cả một đế quốc thái bình kéo dài mấy ngàn năm trong nhảy mắt liền đã hậu diện bốc cháy phá thành mảnh nhỏ có lẽ ngay cả bánh lý kinh dĩ cũng không có nghĩ tới đế quốc mà hắn vẫn duy trì ổn định sẽ có nhiều tai họa ngầm như vậy mà những cái tai họa ngầm này đều là ngay từ đầu áp diệt cũng sẽ không có việc gì nhưng mấu chốt chính là cùng một thời khắc lão tổ tông đã bị dây chiến sự lại không dừng lại được rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể chống đỡ áp lực trước tiên đem lão tổ tông cứu trở về ổn định tứ dương rồi mới nói sao nhưng mà trong lòng của hắn cũng hiểu được Mặc dù như vậy, kiếm tình đế quốc trong một thời gian ngắn cũng không còn là kiếm tình trước kia. Bởi vì cái lần bạo động này quá lớn, mặc dù hắn có thể nhanh chóng áp chế, nhưng mà ngọn lửa đã chôn, sau này sẽ bắt đầu khởi động ám lưu kiếm tình. Khó có thể đại nhất thống giống như là trước kia rồi. Nếu muốn diệt trừ cái tai họa ngầm này, một đế quốc với địa vực lớn như vậy cần ít nhất là 100 năm. Cho nên Bách Lý Kinh Dĩ phát độc thể kia, không phải là không có nguyên nhân. Trong vòng 100 năm này, hắn không có muốn tứ châu quấy rầy hắn, an ổn bình loạn. Chỉ buồn cười, tứ châu cao tầng còn cho rằng mình bức Bách Lý Kinh Dĩ làm ra hiệp định là thắng lợi của mình. Lại nào có biết được, bọn họ sớm đã bị Bách Lý Kinh Dĩ tính kế trong lòng bàn tay, còn không có tự biết. Hiện tại, cần cái thời gian nhất, không phải là bọn họ mà là cái vị Bách Lý Thừa Tướng này. Đại sư, Thương thế của lão tổ tông thế nào rồi. Trong một tòa đại điện u ám, một cái tấm rèm thật dày được chậm rãi xốc lên, một lão gia quả tóc trắng cùng kính từ bên trong lui ra. Bách Lý Kinh Dĩ vừa nhìn, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cùng với thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng vội dàng đuổi theo. Không người hướng ba người thi lễ, lão gia quả kia lẩm bẩm lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân thái tử điện hạ thương thế của lão tổ tông di thần đã cho hắn ăn linh đan hoàng dương thập nhị phẩm tạm thời không có gì đáng ngại chỉ là cái gì mọi người đồng loạt nói lông mài nhíu là thật sâu lão gia quả kia bất đắc dĩ lắc đầu chỉ lần này lão tổ tông đã bị thương quá nặng còn hao hết nguyên lực thương tổn căn cơ vốn dựa theo công lực của lão tổ tông lại có 800 năm thiên số không thành vấn đề nhưng mà hiện tại chỉ sợ trăm năm sau sẽ tiến vào thiên nhân ngũ sai chi cảnh, thần tiên khó cứu rồi. Cái gì? Người nói lão tổ tông chỉ có trăm năm... Đồng tử nhìn không được, hung hăng co rụt lại, bách lý kinh dĩ, trong lòng kinh hãi vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn nói, Đại sư, kiếm tin không có thể không có lão tổ tông đâu, không biết còn biện pháp gì. Cẩn thận cân nhắc một chút, lão giả kia bất đắc dĩ than thở, nhân lực cũng có khi tận lão phu không còn sức mạnh xoay chuyển trời đất đâu trừ phi trừ phi cái gì trừ phi lão tổ tông có thể ở trước khi số trời đến lại đột phá kéo dài tuổi thọ chỉ là lão phu sống nhiều năm như vậy công lực của lão tổ tông đã là cảnh giới đỉnh phong rồi lại cho tới bây giờ chưa có từng nghe nói qua còn có chuyện lên một tầng cao hơn vì vậy khó đó nhưng mà lời của hắn còn chưa có dứt, đã có một tiếng nổ lớn phát ra. Bách Lý Kinh Dĩ đã một chưởng đánh nát đầu của hắn, trong mắt lóe lên tình mang lạnh lùng. Đồng tử nhìn không được, co rụt lại, Bách Lý Kinh Thế nhìn Bách Lý Kinh Dĩ thật sâu, kinh ngạc nói: "Kinh Dĩ, ngươi hắn chính là thập nhị phẩm luyện đan sư duy nhất của đế quốc đó." Thường thế của lão tổ tông tuyệt đối không có thể truyền ra ngoài. Trong mắt nổi lên một đạo lãnh mang bách lý kinh dĩ liếc xéo thi thể dưới thân lạnh nhạt nói bệ hạ đừng có nói hắn là thập nhị phẩm luyện đan sư cho dù hắn là đan thần nên giết cũng phải giết nếu không biết được lão tổ tông sắp tới đại hạn bốn kiếm dương kia sẽ thế nào nhìn hắn thật sâu tinh tế cần nhắc một chút bách lý kinh thế khẽ gật đầu như vậy ngươi định sắp xếp cho bốn người bọn họ như thế nào ngươi thật sự không biết sao. Yên tâm đi, một đường vận chuyển lão tổ tông hồi đế đô, ta làm cực kỳ nghiêm mật, cũng làm cho ngũ kiếm dương không có được tiết lộ tin đồn. Hiện tại, ngũ kiếm dương có vết thương trong người, ta bảo bọn họ trở về chữa thương rồi, bốn người còn lại, ta để cho bọn họ đi dẹp loạn. Tóm lại, lão tổ tông một ngày tại dị, bọn họ không có dám lỗ mạng đâu, vì vậy lão tổ tông nhất định không thể có việc trong mắt hiện lên một đạo độc mang trần trụi, Bách Lý kinh dĩ kiên định lên tiếng. Cùng lúc đó, giữa một mảnh rừng cây u ám, Ngô Nhiên Đồng lẳng lặng đứng ở chỗ này, mà đối diện với hắn là một tiểu cô nương tước nhi, một tiểu nam hài cổ tam thông, còn có Trác Phàm, hai con mắt bích một tấm vải trắng, một tiểu nam hài cổ tam thông, còn có Trác Phàm, hai con mắt bịt một tấm vải trắng đứng giữa bọn họ, bắt đầu đi con đường thông thiên các bạn vừa nghe xong tập 239 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.